Anh Phương là một trong ba quản trị viên của trang Facebook Cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Những ngày vừa qua, anh và các bạn của mình khẩn trương tập hợp đồ quyên góp từ những kiều bào người Việt cho các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng hôm 6 tháng 2. Việt Nam mình luôn có cái truyền thống tương thân tương ái đồng bào mình khi xảy ra khó khăn. Trong 3 ngày đưa ra thông tin ủng hộ quyên góp thì chúng tôi cũng đã nhận được tổng là 50 thùng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và 8 thùng quần áo trẻ em, phụ nữ và đàn ông cho cái đợt mùa đông này. Hiện nay, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không khuyến khích các đoàn từ thiện tự phát di chuyển tới khu vực thảm họa. Chính quyền kêu gọi người dân quyên góp tiền và hiện vật và gửi về các tổ chức cứu trợ chuyên nghiệp. Cái đợt hàng ủng hộ vừa qua thì tôi, đợt đầu tiên thì là tôi trao cho cái cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ. Và đợt thứ hai thì tôi đã trao cho chính quyền thành phố Istanbul. Nói và tôi muốn là mỗi một cái đơn vị người ta sẽ có những cái đợt chia hàng nó đều hơn. Kế hoạch trong những ngày tới, cộng đồng người Việt tại đây sẽ tiếp tục các hoạt động quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm và phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ phần nào công tác cứu trợ của chính phủ nước bạn.